Xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Lúc 13 giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển theo hướng tây bắc nhưng tốc độ di chuyển có xu hướng chậm lại, còn khoảng từ 5 đến 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí của tâm bão ở ngay vùng biển phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108 đến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở ngay trên phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo là từ vĩ tuyến 16,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vì thế trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động mạnh. Trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình cho tới Quảng Ngãi bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, ở phía Nam của Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa rào và dông mạnh, tàu thuyền tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại!